Thưa quý vị và các bạn, cũng trong sáng nay, Quốc hội thảo luận hội trường về việc điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết 53 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội khóa 14 về báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên thảo luận. Cho ý kiến về kéo dài thời gian giải ngân vốn đầu tư công, đại biểu Nguyễn Trường Giang đề nghị bổ sung số vốn còn thiếu của dự án vào nghị quyết của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2024 chuẩn bị trình Quốc hội thông qua. Năm 2021 thì Quốc hội quyết toán rồi, cắt hết rồi, tính cả bộ chi vào đấy rồi. Thế bây giờ chúng ta bảo kéo dài thì sau này không biết được cái nguồn này quyết toán vào đâu. Tức là dự toán vào năm 2024 thì chúng ta sẽ cân đối được cả thu chi, trong đó tính cả bộ chi. Và sau này quyết toán thì chúng ta quyết toán vào năm 2024. Chứ không phải là bây giờ chúng ta lại bố trí vào một cái thứ mà chúng ta coi như Quốc hội đã quyết rồi, chốt hết rồi. Chốt cả bộ chi, chốt tất tật tật, cắt hết rồi. Mà cái này rõ ràng là không có chuyển nguồn, không có coi như là kết dư. Thế thì còn cái gì nữa? Mà kéo dài thì kéo thì phải nó còn thì mới kéo. Bây giờ Quốc hội đã đến đấy là chốt hết rồi. Thế do đó tôi đề nghị này, để vừa tạo điều kiện cho cái việc mà sau này Quốc hội quyết toán cũng như là cái việc giải ngân của địa phương. Dự toán ngân sách năm 2021 thì đã được Quốc hội bấm nút quyết toán rồi. Và cái dự toán từ năm 2021 trở về trước ấy, nó đã bị hủy, tức là nó không còn nữa. Thì Quốc hội không thể kéo dài cái mà không còn. Quốc hội chỉ có thể kéo dài cái phần nào mà thuộc phần vốn năm 2022 chưa quyết toán trở về sau. Do vậy là tôi đề nghị và tôi thống nhất với cả đại biểu Trường Giang ấy là cần bổ sung bố trí vào dự toán ngân sách năm 2024 để đảm bảo đủ vốn cho dự án này. Đồng thời tăng bộ chi tương ứng, nó chỉ là một tỷ lệ rất nhỏ trong cái mà chính phủ trình ấy, để đảm bảo giải quyết, vừa đảm bảo giải quyết đúng quy định và thuận lợi, tạo thuận lợi cho dự án hoàn thành. Phát biểu giải trình, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng cho biết, nguyên nhân dự án chậm tiến độ, ngoài các nguyên nhân khách quan còn có nguyên nhân chủ quan, đó là do nhân sự chủ chốt của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai trong thời gian thực hiện dự án có nhiều thay đổi, thủ tục lập quy hoạch tái định cư, thiết kế đấu thầu kéo dài và lực lượng lao động khan hiếm sau giãn cách của đại dịch COVID-19, ảnh hưởng đến tiến độ thi công các gói thầu xây dựng. Bộ trưởng đề nghị bố trí dự toán ngân sách năm 2024 để hoàn thành dự án. Hiện vẫn còn 6.157,903 tỷ đồng nguồn vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và giai đoạn 2021-2025 đã được cấp có thẩm quyền bố trí nhưng chưa giải ngân. Số vốn này đã được hủy dự toán trên hệ thống và đang kết dư vào ngân sách của tỉnh Đồng Nai. Để tránh tạo áp lực, giảm thủ tục, thời gian trong việc bố trí bổ sung kế hoạch trung hạn và kế hoạch các năm 2024-2025, trong khi nguồn vốn kết dư vẫn đang nằm tại ngân sách tỉnh Đồng Nai, Chính phủ đề nghị Quốc hội cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn chưa giải ngân kết dư vào ngân sách của tỉnh Đồng Nai sang năm 2024 để hoàn thành dự án. Kết thúc phiên thảo luận, đa số các đại biểu thống nhất cần điều chỉnh thời gian thực hiện dự án. Có đại biểu đề nghị đánh giá kỹ tính khả thi khi chỉ cho phép kéo dài việc thực hiện đến hết năm 2024. Có đại biểu đề nghị đánh giá rõ nguyên nhân của việc chậm tiến độ, có giải pháp quyết liệt hơn, không để xảy ra tình trạng tiếp tục trình Quốc hội điều chỉnh thời gian thực hiện giai đoạn tiếp theo. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, sáng nay Quốc hội cho ý kiến về dự thảo nghị quyết về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ. Các đại biểu cơ bản thống nhất về sự cần thiết ban hành 5 nhóm cơ chế chính sách áp dụng thí điểm nhằm để tiếp tục giải quyết những vướng mắc tồn tại hiện nay, tháo gỡ những nút thắt trong đầu tư, tạo đột phá trong đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, đặc biệt là giải quyết ách tắc về giao thông để tăng kích cầu phát triển kinh tế. Một số đại biểu đề nghị ban soạn thảo tiếp tục bổ sung hoàn thiện các nguyên tắc, tiêu chí lựa chọn dự án thí điểm để bảo đảm các dự án được lựa chọn phải thực sự cần thiết, cấp bách và phù hợp với quy định pháp luật, tránh thất thoát, lãng phí, kém hiệu quả. Tôi đề nghị cần xác định rõ đây là thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù mà các dự án nào đáp ứng đủ tiêu chí thì được áp dụng các cơ chế chính sách đặc thù đó, hay đây là quy định về một số dự án được hưởng cơ chế chính sách đặc thù. Trường hợp là thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù
thì cần quy định cụ thể các tiêu chí để các cơ quan có thẩm quyền căn cứ vào đó xác định dự án nào đáp ứng đủ tiêu chí. Về việc chuyển mục đích sử dụng rừng, nhiều đại biểu cho rằng dù nội dung này không được chính phủ đưa vào cơ chế đặc thù trình tại kỳ họp, nhưng hầu hết các địa phương thực hiện các dự án đầu tư công liên quan đến đất rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng đang là rào cản lớn làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án, nhất là những diện tích có rừng tự nhiên. Tôi đề nghị trong khi luật đất đai đang sửa đổi một số điều của luật lâm nghiệp chưa được Quốc hội thông qua, nếu được, tại kỳ họp này, Quốc hội bổ sung nội dung này phân cấp cho các địa phương việc chuyển mục đích sử dụng rừng cũng được áp dụng cơ chế đặc thù để tiến độ thực hiện tất cả các dự án đầu tư công đã và đang triển khai được thực hiện thuận lợi hiệu quả hơn. Về cơ chế đặc thù trong khai thác mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng, thông thường thực tế triển khai các dự án áp dụng cơ chế này thời gian qua ở các địa phương vẫn còn chậm, chưa đáp ứng tiến độ. Do đó, đại biểu Quốc hội đề nghị tiếp tục nghiên cứu đánh giá kỹ lưỡng để có các giải pháp phù hợp hơn nữa nhằm bảo đảm tiến độ cho các dự án. Thưa quý vị, tại kỳ họp lần thứ 42 Đại hội đồng UNESCO khai mạc ngày 7 tháng 11, Việt Nam vinh dự được bầu làm Phó Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO, thể hiện vị thế và uy tín ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế và cho thấy sự ủng hộ tin tưởng của cộng đồng quốc tế đối với khả năng đóng góp và năng lực điều hành của Việt Nam tại các thể chế đa phương toàn cầu. Đây là sự ghi nhận đối với những đóng góp tích cực của Việt Nam trong tổ chức UNESCO. Với trọng trách mới này, lần đầu tiên nước ta cùng một lúc đảm nhận vai trò tại 4 cơ chế then chốt của UNESCO, thành viên Hội đồng chấp hành UNESCO, Phó Chủ tịch Ủy ban Liên Chính phủ Công ước 2005 về bảo vệ và phát huy sự đa dạng của các biểu đạt văn hóa, thành viên Ủy ban Liên Chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể. Đại hội đồng lần này cũng xem xét danh sách các danh nhân văn hóa và sự kiện lịch sử niên khóa 2024-2025 để UNESCO cùng vinh danh và tham gia kỷ niệm năm sinh năm mất, trong đó có đại danh y Hải thượng Lãn ông Lê Hữu Trác của Việt Nam. Với cái cương vị này thì chúng ta sẽ đảm nhận cái trách nhiệm kép. Cái thứ nhất là chúng ta đóng góp vào những cái quan tâm chung của UNESCO, những cái ưu tiên trên 5 cái lĩnh vực giáo dục, văn hóa, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và thông tin truyền thông. Và đồng thời chúng ta cũng có thể tranh thủ các cái chương trình, kế hoạch, các cái sáng kiến của UNESCO để phục vụ cho cái sự nghiệp phát triển đất nước. Diễn ra 2 năm một lần, tại kỳ họp lần này, Đại hội đồng UNESCO sẽ thông qua chương trình và ngân sách giai đoạn 2024-2025, chiến lược quản lý nguồn nhân lực giai đoạn 2023-2027, chiến lược hoạt động của UNESCO dành cho các quốc gia đảo nhỏ đang phát triển, cũng như thảo luận nhiều vấn đề cấp bách hiện nay, góp phần thúc đẩy hòa bình và phát triển bền vững. Kỳ họp sẽ bầu 31 thành viên Hội đồng chấp hành UNESCO và thành viên của 12 cơ quan chuyên môn quan trọng, nhiệm kỳ 2023-2027. Việc Việt Nam được bầu làm Phó Chủ tịch Đại hội đồng, một trong những cơ quan điều hành quyền lực nhất của UNESCO, tiếp tục thể hiện vị thế và uy tín ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế, cho thấy sự ủng hộ, tin tưởng và tín nhiệm của cộng đồng quốc tế đối với khả năng đóng góp và năng lực điều hành của Việt Nam tại UNESCO và các thể chế đa phương toàn cầu. Khải Hoàn, phóng viên Truyền hình Nhân dân đưa tin từ trụ sở UNESCO ở Paris, Cộng hòa Pháp.